Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với một kèo bắt long mạch tiếp theo cho buổi tối ngày hôm nay. Và đây là một đội hình của Juventus. Nhìn có vẻ mê đấy nhở. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem qua về những lựa chọn dành cho đội hình này của bác Trọng nào. Cặp tiền đạo thì cũng rất là mê rồi. Chúng ta sẽ có là Henry Aiken đá bên cạnh là CR7 của Musisi, cặp này ngon rồi. Bên này có Levet tuyệt vời luôn. Và bên cánh còn lại là Kiesa, ok luôn mà. Hàng công đẹp đấy chứ. Hàng công này không có gì để chê nha. Kiesa chạy 135 mà 136. Ba Venevet đây là mùa giải thậm chí còn tuyệt vời hơn cả mùa Aiken. Mùa Juve, thằng này còn mới mua cơ. 131, 131. Bộ tứ hàng không có gì để chê cả. Vấn đề tuyến giữa này hơi yếu này. Emre Can này có thể là ok, nhưng mà thằng Rabiot này tôi sợ nó vẫn chưa tương xứng với một đội hình lên tới 11.000 tỷ. Hàng thủ, ôi, trò cưng của tôi ở đây rồi. Trò cưng đây thì nó mạnh điên luôn ấy. Có quả trò cưng đây thì nó thật với anh em, nó là thép luôn ấy. Trò cưng tôi là auto mạnh rồi. Này, đẩy Vieira lên đây là Sidem, Emre Can này cũng ok luôn nha. Thì bên trái là Sandro, bên phải là De Sciglio. Cặp trung vệ đang lấy Demiro đã cùng với một con hàng nào đó. Ôi, ở dưới này vẫn còn nhiều mà. Del Piero còn đầm mầm này. Cancelo, Totti, ok, tôi nghĩ là Cancelo sẽ vào đây đi. Cancelo vào đây là CDM cùng với American hợp lý nhất. Vieira, Demiro tạm thời đi. Và Matthew De Ligt cũng có ở trong đội hình này này. Demiro thằng này thì thực ra tôi không thích thằng này lắm, nhưng mà đang có ở đây thì nếu như thay được thì cũng có thể thay nha. Popa cộng 5. Nói chung đội hình này khá là dày với Dybala và Del Piero. Del Piero thậm chí có thể đá chính luôn nha anh em nhé. Thì Del Piero vào đây thì nó cũng là 130, có thể thay Kiesa. Thì bộ tứ hàng công thì thực sự là quá dày rồi anh em ạ. Kiesa sẽ dự bị cho hai con hàng chạy cánh nhá. Và cả Dybala, tôi nghĩ là không cần thiết lắm. Thằng này đá không biết đá ở đâu mà cái hiệu quả của Dybala thì không thể so sánh được với những hàng công kia. Thằng này để lại thì để, không bị bán. Morata một lựa chọn thay thế cho hàng công cũng được nhá. Bộ này thì có hai chân 55 mà tốc độ. Tiền vệ hiện tại đang có Popa và Rabiot hơi bé. Tôi nghĩ là với cái tiềm lực này thì cần một con tiền vệ nó căng tay hơn một chút nữa anh ạ. Căng tay hơn một tí nữa. Tạm thời Cancelo với Rabiot như thế nào được rồi. Trung vệ thì có Vieira đá cặp với Demiro. Gọi là tạm thời như là tốt nhất rồi nha anh em nhé. Đó, ở dưới này thì còn ai không? Dưới này thì hình như là không còn rồi. Pepe, còn nếu còn không dùng thì anh em có thể bán đi nhá. Đừng có bồ sao á? À bồ, à đây là bồ đương đại. À bác Trọng là bồ đương đại, hiểu vấn đề rồi đấy. Rồi bây giờ nhá, chúng ta sẽ check qua về huấn luyện viên nhá. Thì đội hình này tôi nghĩ là setup với cái đội hình kiểu như thế này là khá là đẹp trai rồi đấy. Tương đối là cực phẩm. Cancelo mùa này có kỹ năng sút rất là đẹp. Thực ra Emre Can anh em đẩy đá về đây hoặc là Vieira lên đây đều thay thế cho nhau được nhá. Rồi, huấn luyện viên nào, huấn luyện viên ngon chưa? Đội hình này huấn luyện viên hiện tại đang là hơi xấu. Yếu là đúng rồi. Một đội hình, vấn đề là bác chủ mới đá. Level có 53 thì đội hình này nó hơi yếu về khả năng huấn luyện viên rồi. Có mỗi con bước 1 này thì cái đột biến nó không lớn anh em ạ. Rondo chỉ có mỗi con bước 1 duy nhất thôi. CP thì kiệt rồi. Có mỗi con này, hai con tiền đạo là chỉ có bước 1 này thôi. Nó cũng hơi non. À đây rồi, Kiesa bước 1 à. Bước 1 thực ra đội hình này hiếm anh ạ. Chả có mấy, thôi anh em cố gắng đẩy hai con tiền đạo bước 1 để đổi hướng cho nó nhanh nhé. Đội viên hơi yếu thật, đội viên có hai con bước 1 để cộng 5 thôi. Nhưng mà thôi cũng được, méo mó có hơn không các bạn ạ. Thì thôi tôi nghĩ là anh em mình tận dụng với những con người như thế này vậy nhá. Tạm thời như thế này thôi chứ còn gì đâu, CP không có mà. Làm sao mà có thể có đội viên ngon hơn. Thế thôi nhá, huấn luyện viên tạm thời như vậy, tôi sẽ xếp hai con tiền đạo nhá. Hai con tiền đạo sẽ lấy bước 1 full 5. Rồi huấn luyện viên chuyển chiến đội một tí đi. Huấn luyện viên tôi nghĩ là anh em cũng khá là giống với những gì tôi làm rồi, không khác nhiều lắm đâu. Thay đổi xíu đi nhá, lui về vào chuyền dài, sẽ tắt với chuyền thuật 4-2-2-1-1 này. Chắc chắn anh em có thể làm hai lắc thôi cho yên tâm, đỡ phải thay đổi nhiều nhá. Rồi, hàng tiền đạo anh em sẽ setup này là đẹp rồi này. Ok này, đẹp rồi mà. Anh em chỉ cần cánh, em chỉ luôn hỗ trợ phòng ngự thôi. Chỉ cần thế thôi. Để còn lại AI chúng nó sẽ tự xử nhá. 3-3 cho tôi. Rồi, hai thằng tiền vệ phòng ngự này luôn luôn trồng cánh này. À, luôn giữa hậu vệ và thằng này là giữ vị trí và cắt bóng. Tập trung trung lộ, hai thằng này hỗ trợ ngự thủ ở đâu rồi. Thích đánh trận chủ động, đánh trận chủ động thôi. Ok rồi đấy, tôi nghe đội hình này tương đối là đẹp dai rồi. Với setup đội hình này là khá là tuyệt vời đấy. Không thì tí là anh em thủ không tốt, còn đâu anh em có thể để lấc cao lên cũng được nhá. Các anh có thể để lên 4 lấc là lấc trung bình được rồi. Còn nếu như mà tôi nghĩ anh em, nếu mà tôi nghĩ là nếu mà căng tay hơn một tí thì anh em có thể mua thêm một là con tiền vệ nữa, hai là con CB khác nữa nhá. Được chưa ạ? Đó. Thì để tôi xem nào. Với cái tài chính này thì bác chủ có thể mua thêm gì không? Một con CB8 đi nhá.
tiền vệ 8 và CB 8, chỉ số tầm khoảng 120 quay đầu cho 116. Romeo đi anh ạ, làm con Romeo đi nhá. Tôi nghĩ là con Romeo này về đá CB là đẹp này, 400 tỷ. Sau đó là Romeo thích thì thay thế con Demiro đi anh em ạ, thay con Demiro đi cũng được. Romeo đá ok hơn con Romeo Demiro này. Và tiền vệ, nếu mà tiền vệ thêm một con hàng sáng tạo và mượt mà hơn nữa thì có thể là phải nhờ đến những người căng tay đấy. Tầm cao hơn thì nó khá là đắt, chắc thôi nhờ đẩy mẹ Vieira một úp UT này đã tạm để em đây cần về. Nếu mà lưng căng tay hơn cộng 8 thì tầm phải Zidane mới xứng cái tầm đội hình này, chứ tầm này nó vẫn hơi bé đấy. 110 năm bắt lên, còn ai con nào có thêm con Zidane thôi anh ạ, tầm này làm thêm con Zidane thôi. Vieira có rồi, tôi nghĩ là làm con Zidane và một con Romero là đội hình này là khủng khiếp, không có bất kỳ một điểm yếu nào nữa luôn nhá. The Signal và Sandro đều là con hàng chạy cánh tuyển rồi. Sergi lưng 10 để cân lương là đẹp. Marquisio cũng được nhá, Marquisio cũng là lựa chọn hay. Thì tôi nghĩ là với cái hệ thống này là tuyệt vời đấy anh ạ. Cặp tiền đạo khá là ngon rồi. Henry với cả là Rondo, hai con hàng chiến tướng hàng công luôn. Được chưa anh em, đội hình đẹp rồi đấy. Tôi nghĩ là chả có vấn đề gì cả đâu. À tay cầm nhở, ok bác Trọng ơi. Cái vấn đề này là rất nặng luôn đấy. Sao lại không phải là một con tay cầm ở đây nhở? Có gì à, tôi sẽ set up luôn con tay cầm luôn cho bác Trọng nhá. Ngày mai vào đá luôn nhá. Mai tôi sẽ vận hành vài trận cho bác Trọng đấy. Nhưng mà đội hình này chưa có một con tay cầm là vấn đề khá lớn luôn đấy. Nhân sự này cũng là rất ok rồi. Có Cancelo và American, thậm chí là có Vieira đẩy Cancelo tuyến giữa, đẩy American về đá trung vệ. À, tiền vệ vẫn có là cả Rabiot và Popa nữa mà, không phải là lệ tệ đâu. Được chưa ạ? Ok, thế thôi anh em ơi, hôm nay chúng ta sẽ tạm thời đến đây thôi. Và hôm tới thì em sẽ đá và sẽ có những cái video chi tiết dành cho đội hình này nhé. Shop thẻ 365.com, web bán thẻ chiết khấu cao lên tới 7%. Anh em còn có thể đổi cả thẻ cao sang tiền mặt một cách an toàn và uy tín nhất. Link chi tiết dưới phần mô tả. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên khi mà chúng ta sẽ bắt mạch thành công cùng với hệ thống này. Một sự nâng cấp nhẹ nhẹ, chúng ta sẽ bổ sung con hàng Romero của mùa SPL cộng 8 vào đây, sẽ đá cặp cùng với Enrican vị trí trung vệ. Và mình sẽ đẩy Vieira của mùa UT lên đá cặp tiền vệ phòng ngự cùng với Cancelo. Và bộ tứ hàng công vẫn sẽ là như vậy thôi. Henry, Rondo, Benzema và Chiesa hoặc là Del Piero. Thực sự cái đội hình này cực form rồi. Và cháy. Rồi chúng ta sẽ đến với những bước chạy đầu tiên thôi nào. Thierry Henry. Vâng, dĩ nhiên bàn thắng sẽ đến ngay thôi. 1-0 dành cho Juve. Đội hình đã mạnh niên trở lại. Hay quá nhở. Đường chọc khe này dành cho Bave Neves. Neves cứa xong rồi đấy, gọn gàng nhờ. Neves thì không có lý do gì mà bỏ lỡ cơ hội này cả. Một cái chân rất êm bằng chân trái hoặc chân phải nữa. Hay quá nhờ. Robert Cup 8 của đội bạn. Pha sút đấy được đấy. Henry và Ronaldo. Vãi đái thật, Ronaldo cứa kìa. M-E-M-E là như vậy thôi. Cứa đét thật. Hay quá nhờ. Kìa. Tí đi luôn mà. Hay quá nhờ. Patrick. Hợp lý quá. Và đó là 4-1. Một trận đấu mà gần như đối thủ không có một cơ hội nào để có điểm cả. Khó thật. Thật khó để Sedare bỏ lỡ. Lâu lâu đá lại Rondo CC. Và nó vẫn là một trong những cầu thủ hay nhất ở con game này. Rồi Henry. Cái tốc độ của Henry cứ thế mà vít thôi. Đuổi hộ của Henry này cái. Nhanh nhé nhở. Pion qua cái xong này. Rồi vẫn vào. Bàn thắng thứ hai dành cho Juve đó quá nhanh. Phút thứ 18 hai bàn. Yếu nữa đi. Vâng, không hiểu lý do đội hình này làm sao yếu được.
Cancelo, Romero. Hơi với rồi. Romero một trung vệ thì sút kiểu gì đây? Ây à. Vãi cả đái thề. Một trong những bàn thắng may mắn nhất dành cho đội bạn. Hay quá nhở Ronaldo. Araujo có cái vị gì? Có cái vị gì để theo CR7 đây? Tạt cho Levet này. Đẹp chưa? Ây à. Hơi chớ nhở. Pressing rát thật. Pressing rát thật. Và đây là Ronaldo. Đó. USD luôn mà. Và mượt điên luôn mà. CR7. Lý do gì đội hình này yếu được đây? Thierry Henry. Tốc độ của Thierry Henry như cái máy chạy vậy. Như cái máy chạy vậy. Henry. Rồi, lách qua đây. Bà vẹn em vẹn. Trời ơi, FD hoặc là ZD đi. Ây à, đừng truyền tưởng xấu lại thành đẹp. Ben chưa? Rõ ràng là penalty rồi. Ba pha skill liên tiếp và Pion cảm thấy choáng váng, không thể chính xác trong những pha tắc bóng của mình. Lại phải dừng lại. Có lẽ là out thôi. Trận đấu này khó để có thể tiếp tục đấy. Rồi Ronaldo. Không bao giờ có cơ hội để bắt được pha bóng này của Ronaldo cả. Quá khó. Xe là bưởi. Khó nhỉ. Khó nhỉ. Không muốn ghi bàn một tí nào luôn đi anh em ạ. À. Ronaldo đi như chỗ không người vậy. Vì là khó quá nó nhỉ. Rồi xe 7. Xe 7 thoát kinh vậy. Thoát kinh là vậy. Và FD phát là chết luôn. Sợ Ronaldo này nhỉ. Bà Venevet tạt đẹp chưa? Tạt đẹp chưa? Mê nhấn lại là anh 7. Trời anh 7 CC đá điên vậy trời. Đánh đầu FD mọi thứ đều tuyệt vời với xe 7 mùa này. Henry như cái máy chạy. Như cái máy chạy như thế này đấy. Ui mẹ ơi, nó chạy chỗ và dứt điểm kìa. Một cú hat-trick của xe 7 quá nhanh và nguy hiểm. Henry kìa, quả cứa thì xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Mê thế à rồi. Hai thằng tiền đạo của tôi kìa, nó ghi bàn xòn xòn luôn mà. Vị á? Có vị rồi. Quả đấy để chịu. Nó góc khúc có nhiều quá, mình không làm gì nổi. Henry. Henry. Tuyến 2 và đây là Patrick. Mề nhỉ, Patrick nó đóng kìa. Khét lẹt lẹt. Đúng là trò cưng của tôi. Mẹ nó dễ đấy nhỉ. Quả đấy mình lọc lẻo điên luôn ý. Thôi không sao. Hay quá nhờ, thủ môn hay quá nhờ. Xe nhì. Del Piero. Del Piero. Hay quá nhờ. Bàn đầu, bàn đầu. Và gần như là thủ môn đã phải chôn chân ở pha bóng này. Đuổi được Henry mới khó. Đứa con thần gió ở đây sợ ai? Sợ. Ronaldo. Ronaldo chạy mê nhỉ. Mê nhỉ. Và những pha xử lý của CR7 thì không biết chê vào đâu được. Mê điên luôn mà. Hay quá nhỉ. Ronaldo. Ronaldo. Henry. Nó đẩy quả bóng chớ anh em ạ. Không thể kiểm soát nổi quả bóng này. Nhưng đó là một pha chớ hay nhất của Henry. Ronaldo. Del Piero. Del Piero. Lại FD, lại dê và đã chết thôi. Thật khó để bỏ lỡ những cơ hội như thế này. Và 4-0, một sức mạnh hủy diệt.
Ronaldo. Chưa gì đã out luôn ạ. Này. Một pha FD cuối cùng vỡ đầu thủ môn. C7 gánh còng lưng hệ thống này, nhưng thực sự hệ thống này không có nhiều điểm yếu gì cả. Ronaldo là điểm sáng nhất thôi, và tất cả những vị trí còn lại đều đang rất perfect. Một đội hình Juve khỏe điên trở lại.